cả các bạn. Vera hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề về cách quản lý tài chính cho cặp vợ chồng và cùng tư vấn tâm lý để trả lời các câu hỏi của các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ chào mọi người nha. Nhanh chồng bắn tim nhanh á. Chào Kiwi, chào anh Lộc. Xin chào chị Đào Thu Ngân. Xin chào Thanh Lam. Chào Hồng Thắm. Xin chào chị. Chào chị. Hôm nay nhìn cô xin nghỉ. Cảm ơn. Cảm ơn. Chào cô Vera Hà Anh. Chào Ly Đăng. Hê nhô chị yêu, chào em Hoàng Dương, chào cô. Chào mọi người nha. Chúng ta sẽ chờ cho 50 người, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề này nhé. Chủ đề này là rất là tuyệt vời đấy các bạn ạ. Chào chị. Chị rất là xinh đẹp, cảm ơn em. Cô xinh tươi như bông hoa hồng, wow, tuyệt vời quá. Chào Liên Hồng nha. Thả tim, chào em Kiwi. Mọi người thả tim cho cô nhé. Mọi người giúp cô là chia sẻ đi. Chia sẻ đi. Mỗi người hãy chia sẻ giúp cô nhé. Để chúng ta có nhiều người phụ nữ, có nhiều cặp vợ chồng biết về phương pháp quản lý tài chính cho gia đình. Để chúng ta sẽ không còn cãi nhau nữa. Bởi vì tôi biết được rất nhiều cặp vợ chồng đã cãi nhau, rất nhiều cặp vợ chồng đã xung khắc hoặc là mâu thuẫn rất nhiều trong việc quản lý tài chính, không biết cách làm thế nào để cho nó phù hợp. Nên hôm nay cô Vera sẽ chia sẻ cùng với các bạn về chủ đề này. Chủ đề này để chúng ta sẽ thấy mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn. Sao biết người ta xem nhỉ? Bởi vì là Liên Hồng là hiện lên giống như bông hoa ấy, đúng không? Vào cái là nhìn thấy luôn ấy. Các bạn chia sẻ đi giúp cô nhá. Chia sẻ đi để chúng ta có nhiều người phụ nữ biết về chương trình này, về cái buổi hôm nay rất là tuyệt vời đấy. Và bạn nào có câu hỏi mà muốn tư vấn tâm lý thì chúng ta sẽ hỏi luôn, đặt câu hỏi luôn và cô sẽ tư vấn trả lời các bạn nha. Liên Hồng dạo này khỏe không? Chào chị xinh tươi nhất buổi tối hôm nay. Chào Việt Quang, tuyệt vời quá. Cảm ơn bạn nhé. Cái lời đầu tiên của bạn thấy có nhiều động lực quá. Úi dồi ôi, cái chồng tôi thả tim kinh khủng chưa kìa. Hot boy nhà tôi đấy. Eo dạo này ốm lắm. Hôm nào lên Tuyên Quang thăm bạn đi. Thế hả bạn? Thế ốm có cơm ăn đủ ba bữa, quần áo mặc đủ cả ngày không? Chào Thùy Lê Thanh. Em chào chị. Chào em. Chào. Em chào cô giáo xinh đẹp Nguyễn Thu. Nguyễn Thu ơi, ngày mai là chắc là cô sẽ nhờ em một vài việc em nhé. Một vài việc đi photo một vài cái tài liệu giúp cô nhé. Chủ nhật tuần này cô sẽ bay vào, thứ bảy cô sẽ bay vào. Để chủ nhật chúng ta làm chương trình trong thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Thì giúp cô một vài cái vấn đề mà hôm nay cô Thu gửi cho cô số điện thoại nhé. Thì cô không nhớ là mình đã lưu vào cái máy nào. Để cô có cần sự hỗ trợ của em.
Văn Cường, làm thế nào để lấy tiền ra sau khi đã đưa hết vào về tiền cho vợ đúng không? Làm thế nào để lấy được tiền ra? Cũng dễ dàng thôi, làm cho cảm xúc của vợ lên cao thì trí thông minh của người phụ nữ đó sẽ giảm xuống. Thì rất đó là cách mà rất dễ để lấy tiền. Anh Nguyễn Cường nhé, Nguyễn Văn Cường đúng không ạ? Làm thế nào mà giúp cho cái cảm xúc của vợ anh lên thật cao, càng cao càng tốt. Bởi vì khi cao thì người phụ nữ trí thông minh của họ sẽ giảm xuống, thì họ sẽ không có khả năng để quản lý được tiền của anh nữa. Cho nên là anh hãy làm như thế là chắc chắn sẽ lấy tiền ra rất nhanh. Em mới đổi tên Zalo chứ chưa đổi tên Facebook được. Em cảm ơn cô giáo đã đặt tên tuyệt vời cho em ạ. Cảm ơn em. Mới đổi được tên Zalo chưa đổi tên Facebook hả? Angena đúng không? Angena Thu hả? Hôm nay cô đặt tên cho em là Angela đúng không? Angela, ok, Angela Thu, tuyệt vời. Ok, số điện thoại của em có rồi. Hỗ trợ cô nhé, ngày mai là hỗ trợ cô. Vì sáng chiều thứ bảy cô sẽ bay vào, thì chủ nhật chúng ta sẽ làm chương trình. Thì hỗ trợ cho cô, đặt phòng cho cô rồi đúng không Thu? Em sẵn sàng cô giáo ơi, ngày mai có việc gì cô giáo giao cho em luôn nhé. Thứ bảy em đi học ạ. Thứ bảy đi học à? Ok, tuyệt vời. Chào Hà Trương. Mọi người giúp cô, chia sẻ cho cô thật nhiều về cái buổi ngày hôm nay, để chúng ta sẽ cùng nhau hiểu về cách quản lý tài chính cho một cặp vợ chồng, để chúng ta không còn khúc mắc, không còn mâu thuẫn, không còn cãi nhau về những vấn đề đó nữa. Và nó sẽ chạy theo cái mô típ đó. Và cái phương pháp này trên thế giới người ta đã sử dụng rồi các bạn nhé. Nó đã sử dụng rồi và nó rất là tuyệt vời, nó rất là tuyệt vời. Cho nên chúng ta hãy thử ứng dụng đi. Bản thân Vera anh cũng sử dụng phương pháp này, chính vì thế mà cuộc sống vợ chồng nó cũng tuyệt vời hơn rất là nhiều các bạn ạ. Thiên thần ngựa, thiên thần ngựa tuyệt vời, thiên thần ngựa. Dạ phòng chưa đặt, em đợi cô giáo đi mấy người rồi mới đặt. Ok, ngày mai cô sẽ gửi cho em nhé. Chào Quyết Tâm, chào Phương Ly, chào Nguyễn Kim Hương, chào Quyết Tâm, chào chị Chuyên. Chị Chuyên rất là tuyệt vời, hỗ trợ với em máy bay cho cô. Thanh Tân, các bạn có cái câu hỏi nào về tư vấn tâm lý thì các bạn hỏi luôn. Các bạn có thể chuyển qua inbox cho cô cũng được, để cô sẽ đọc mà không cần phải đọc tên các bạn nha. Chào Quyết Tâm em, chào cô, hôm nay cô đẹp quá. Cảm ơn Quyết Tâm. An Va Ni cái gì ạ? Vanahi. Vân ơi, Vân là gì nhỉ? Vân A Nhi. Đấy là tên gì nhỉ? Giống như là cái tên này như là cái tên của Ấn Độ. Cô giáo uống chút nước ấm pha một chút chanh để giọng nhẹ. Yêu cô. Cảm ơn. Vì hôm nay cô làm việc nó rất là sung. Em cái họng nó một chút muốn nghỉ ngơi đúng không? Nhưng mà đây là lúc mà là tôi cần phải tiến về phía trước đúng không? Trong NLP nghĩa là tôi cần phải tiến về phía trước. Cái họng của tôi nó cần được nghỉ ngơi. Cho nên nhưng mà đây chưa phải là lúc, tôi sẽ dành cho bạn một khoảng thời gian để hơi khác. Cảm ơn bạn. Em chào cô xinh quá. Chào sáng. Hôm nay cô bớt xinh rồi đấy các em nha. Bớt xinh rồi. Hồng Thắm.
các bạn mà muốn làm, cô có lập một cái group là tâm sự thầm kín cùng chuyên gia tâm lý Vera hả anh? Các bạn vào trong này, các bạn sẽ đăng ký vào đây, sau đó các bạn vào nhóm, gia nhập nhóm nhé. Sau đó các bạn đặt câu hỏi, cô sẽ trả lời trực tiếp. Các bạn có thể làm thế nào cũng được. Nếu như mà muốn tên mà không muốn muốn cái tên của các bạn có muốn có bí mật điều gì đó thì các bạn có thể bằng cách là inbox, gửi qua email hoặc inbox cho cô. Cô chỉ việc copy sang rồi cô trả lời. Các bạn chỉ vào đọc mà thôi các bạn nhé. Đọc. Ok. Cô xinh quá. Chào, xin chào Dũng Nổ. Em Quỳnh Thương, em chào cô. Hữu Trường, em chào cô. Hữu Trường em chào cô cơ. Vào đây nhờ chị tư vấn hâm nóng tình yêu vợ chồng này rất tuyệt vời đó. Theo chị em nên nghe bạn là anh tư vấn đó. Cảm ơn chuyên Trần. Tâm sự thầm kín cùng chuyên gia tâm lý Vera hả anh? Cùng chuyên gia tâm lý Vera hả? Chúng ta được bao nhiêu bạn rồi nhỉ các bạn nhỉ? Thúy Ngân chị ơi có ở đó không, vào đây. Ok, cảm ơn các bạn. Còn thời gian thì cô sẽ trả lời những cái câu hỏi của các bạn mà đã gửi inbox cho cô nhé. Còn hôm nay cô sẽ chia sẻ về chủ đề quản lý tài chính cho cặp vợ chồng. Có bạn nào ở Hồ Chí Minh đấy không? Có bạn nào ở Hồ Chí Minh thì lên tiếng cho cô xem, thì yết cho cô nhé. Bạn nào ở Hồ Chí Minh, bạn nào ở Hà Nội thì chúng ta sẽ chờ đón chương trình Phụ Nữ Lãnh Đạo Bằng Yêu Thương vào ngày 23 tháng 7, nghĩa là chủ nhật tuần sau. Còn chủ nhật tuần này thì sẽ dành cho các tình yêu ở Hồ Chí Minh các bạn nhé. Em cũng thích là thích tìm hiểu về tâm lý. Ok, chào Phương Lê. Chào Huyền Lương, em chào cô. Các bạn nhé, thì chúng ta, các bạn nào mà chưa đăng ký vào cái chương trình Phụ Nữ Lãnh Đạo Bằng Yêu Thương, Phụ Nữ Lãnh Đạo Bằng Yêu Thương lần này rất là tuyệt vời các bạn ạ. Và cô có rất nhiều điều tuyệt vời cho chương trình lần này. Bạn nào mà chưa đăng ký thì các bạn hãy chào cô và nói tôi tham gia, thì để gửi đường link cho các bạn nhé. Nếu bạn nào chưa có. Cô tuyệt vời quá. Chào Hữu Trường tiếng hay nhỉ. Học ở đâu vậy chị? Thì sẽ là tầng 4 số 9 Hồ Tùng Mậu. Tầng 4 số 9 Hồ Tùng Mậu. Còn ở Hồ Chí Minh thì có một bạn vừa đấy, có phải Angela Thu đúng không? Ok. Hồ Chí Minh thì sẽ ở 79 Nguyễn Đình Chiểu. Ngày 23 tháng 7 em đăng ký rồi mà hôm đó được tham gia phi không cô. Đây là một chương trình free các bạn nhé. Free hoàn toàn. Vì đây là một món quà mà Vera Hà Anh muốn tặng cho tất cả những người phụ nữ trên cuộc đời này, để hiểu cách lãnh đạo bằng yêu thương như thế nào. Lãnh đạo bằng yêu thương như thế nào. Làm thế nào để có một cuộc sống hòa hợp. Làm thế nào để chồng có thể yêu và hâm nóng tình yêu. Thì hôm đó cô có một ngày chia sẻ từ 7:30 sáng cho đến 18:00. Và sau 18:00 sẽ có chia sẻ chuyên về cách kiểm soát cảm xúc bằng NLP trong cặp vợ chồng. Và sẽ có chuyên gia, một trong những chuyên gia diễn giả số 1 hàng đầu là Đoàn Bích Thạch sẽ hỗ trợ để chia sẻ cho các bạn về chủ đề trong NLP. Chào Đoàn Bích Thạch. Đoàn Bích Thạch vào chào các bạn đi. Vera vừa và Hà Anh vừa nhắc về Đoàn Bích Thạch đấy. Ngày hôm 23 tháng 7 và ngày 16 tháng 7 đều có sự tham gia của chuyên gia
hàng đầu của Việt Nam về chia sẻ về NLP trong cách kiểm soát cảm xúc trong tình yêu, trong hôn nhân như thế nào, thì cô ấy sẽ chia sẻ với chúng ta. Và chúng ta sẽ có một ngày, các bạn hãy thu xếp công việc thời gian nhé, để chúng ta có một ngày trọn vẹn với nhau, một ngày trọn vẹn với nhau, để học cách trở thành một người vợ như thế nào, học cách yêu thương đúng cách như thế nào, học cách thế nào là quyến rũ, học cách quyến rũ chồng của mình ra sao. Thế trong một ngày chúng ta sẽ làm việc với nhau rất nghiêm túc và rất là căng. Các bạn hãy chuẩn bị cái tâm lý cho cô nhé. Cô tuyệt vời quá, cảm ơn cô. Cảm ơn Hoa Duy. Chào Thương Hoàng. Các bạn nhìn cho cô về thời gian được chưa nhỉ? Thời gian được chưa? Bao nhiêu bạn đã có mặt trong chia sẻ rồi các bạn? Các bạn thân mến này, đây là một cái hộp. Đây là một cái hộp. Đó, một cái hộp này là hộp tài chính nhá, hộp tài chính để có thể đựng tiền vào đây nhá. Từ đây một lúc nữa cô sẽ chia sẻ cho các bạn. Các bạn lấy giấy bút ra giúp cô nhé, chúng ta sẽ chia sẻ về cách quản lý tài chính. Và bạn nào muốn hỏi về vấn đề tài chính trong quản lý cho các vợ chồng thì các bạn đặt câu hỏi luôn. Hoa Ruby là cô ơi, em cũng quê Bắc Giang đấy ạ. Tuyệt vời, Bắc Giang quê mình, tuyệt vời lắm. Tôi yêu Bắc Giang. Các bạn chia sẻ đi giúp cô, đã đủ 50 người tham gia có mặt trong chương trình này chưa? Chưa thấy Anna của cô đâu. Chào Lê Huyền, chào Hà Thu. Dương Nguyệt, chữ yêu. Chào em. Chị càng ngày càng chị tin. Chào em, cảm ơn em. Các bạn vào đọc các bài viết hé lộ cách giữ chồng khôn ngoan, phụ nữ lên biết ở trong cái trang trang web của cô là verahan.com các bạn nhé.
những đây là dành cho những bạn nào, bài viết này dành cho những bạn nào mà có chồng mê game, có chồng có tính nóng tính, thậm chí là vũ phu, có chồng là có tính trăng hoa đa tình, có chồng và rất nhiều những điều tuyệt vời trong đó các bạn nhé, rất nhiều điều trong đó, ghen tuông cũng nhiều. Thì các bạn vào trong đó để đọc, vì rất nhiều bạn hỏi cô thì cô viết cái bài đó, là các bạn vào nhé. Trong cách thức sẽ nghiên cứu tâm lý, hôm nay là lẽ ra là cô sẽ chia sẻ về cái chủ đề đó, nhưng có nhiều bạn hỏi về vấn đề tài chính cho cặp vợ chồng, cho nên cô sẽ chia sẻ về chủ đề này, và chủ đề sau thì cô sẽ chia sẻ về chủ đề phụ nữ khôn ngoan giữ chồng như thế nào các bạn nhé. Đoàn Bích Thạch, I love you chiu chiu. Cảm ơn bạn, cảm ơn Đoàn Bích Thạch luôn ở bên cạnh để hỗ trợ. Nguyễn Thu, hé lộ cách giữ chồng khôn ngoan. Trang Vera Hà Anh, đúng rồi, cảm ơn em. Bây giờ cô bắt đầu nhé, các bạn nhé, bắt đầu. 20:32 rồi. Và chúng ta sẽ chia sẻ về cái chủ đề về tài chính cho các cặp vợ chồng các bạn nhé. Các bạn thân mến, trong cách quản lý tài chính cho các cặp vợ chồng thì nó chia thành 6 cái lọ. Lọ thứ nhất là các bạn ghi vào đi ạ. Lọ thứ nhất là ăn chơi. Lọ thứ nhất là ăn chơi 10%. Các bạn chia phần trăm, các bạn cứ viết vào, sau đó cô sẽ giải thích. Thứ hai là phát triển cá nhân 10%. Cái thứ ba là cho đi 5%. Tiêu dùng ngắn hạn 55%, tiêu dùng dài hạn 10% và tự do tài chính 10%. Các bạn viết vào giúp cô 6 lọ giúp cô chưa? Bây giờ giả sử như sau. Giả sử là chồng bạn 1 tháng kiếm được 50 triệu. 1 tháng kiếm được 50 triệu và bạn kiếm được 50 triệu. Ví dụ vậy nhá. Nghĩa là lương của hai người đúng không nào? Sau đó các bạn sẽ cộng vào tổng thu về là 100 triệu, đồng ý không? 100 triệu. Thì bạn cắt 10% trên tổng 100 triệu đó cho vợ và cho chồng. Nghĩa là mỗi người được 10%. Thì vậy chúng ta còn lại bao nhiêu tiền nữa? Nghĩa là 10% 50 triệu cộng 5 triệu là 100 triệu đúng không? 100 triệu mà 10% thì là mỗi người sẽ được 10 triệu. Đúng nào? 10 triệu này thì vậy chúng ta còn 80 triệu nữa. 80 triệu nữa. Trong 10 triệu này chúng ta sẽ làm gì? 10 triệu này các bạn sẽ chia thành 4 cái lọ cho vợ và cho chồng để các bạn có thể chi tiêu theo cách mình muốn. Thì trong 4 cái lọ đó thì chia thành 25% của 4 lọ. Thì trong đó có 1 là ăn chơi, 2 là phát triển cá nhân, 3 là tiêu dùng dài hạn và 4 là tự do tài chính. Thì cái lọ cho đi và lọ tiêu dùng ngắn hạn là các bạn không cần đến hai cái lọ đó, bởi vì hai cái lọ này chúng ta đã dùng vào cho gia đình rồi. Thì bốn thì mỗi lọ chia 20%, thì cô sẽ giải thích về bốn cái lọ này như thế nào. Ăn chơi là dùng trong việc gì? Là hàng tháng các bạn sẽ ăn chơi hết trong cái lọ này. Hàng tháng các bạn sẽ ăn chơi, các bạn có thể đi du lịch, có thể đi du lịch hoặc đi đâu đó, đi mua sắm, đi du lịch. Phát triển cá nhân thì dùng cho cái việc các bạn sẽ mua sách, mua đĩa, mua tài liệu, rồi đi học các lớp phát triển cá nhân, các lớp về tâm lý, tất cả những gì liên quan đến cái bộ não ở bên trong mà chúng ta cần cho cái tri thức. Cho đi thì dùng cho cái việc là gì? Đi từ thiện này, đi cho vay đi, và cho vay cho mượn. Và cái đặc biệt cái cho đi này nó có một cái yếu tố rất là hay. 5% này là các bạn chỉ sử dụng trong 5% này mà thôi. Các bạn tuyệt đối không được lấy sang các lọ khác khi các lọ khác đã hết. Đặc biệt là những người chồng rất là vĩ đại và yêu quý, là hãy nhớ rằng có những người đàn ông tuyệt vời đúng không? Hãy nhớ rằng là ở trong này mà hết rồi thì các bạn sẽ không dùng để cho đi nhậu nhẹt, và không dùng cho cái việc là cho bạn vay, cho bạn mượn nữa. Bởi vì chỉ mượn trong khả năng mà cái hộp này, cái lọ này mà nó còn mà thôi.
một chút nữa cô sẽ nói lại về cái vấn đề cho đi. Cái tự do tài chính này các bạn sẽ dùng vào việc mua bất động sản, đầu tư để tiền đẻ ra tiền, đầu tư kinh doanh, đầu tư vào vàng, hoặc là cho vào ngân hàng cũng được gọi là tự do tài chính. Làm thế nào để tiền đẻ ra tiền mà tiền chỉ còn nhỏ ra cũng được. Trong ngân hàng thì là lãi suất là thấp nhất đúng không nào, thì nhỏ thôi thì cũng vẫn được chấp nhận. Nhưng khuyến khích là mua vàng hoặc bất động sản, đặc biệt vàng bây giờ đang giá đang thấp đấy các bạn ạ. Đầu tư vào vàng đi. Tiêu dùng ngắn hạn thì dùng cho việc sinh hoạt hàng ngày, cơm áo gạo tiền đó, như là sinh hoạt hàng ngày, cho việc là cho con đi học, những cái sinh hoạt mà thiết yếu bắt buộc cho hàng ngày thì các bạn dùng, cho nên nó mới phải đến 55%. Tiêu dùng dài hạn sẽ 10%. 10% này như thế nào? Bạn có thể mua ô tô, bạn có thể mua ô tô, mua xe máy, hoặc là mua một cái gì đó đặt mục tiêu cho 6 tháng đến 1 năm gì đó. Thì đây là những cái ý nghĩa của những lọ đó. Thì cô vẫn nói lại về cái cho đi. Cái cho đi là hay mắc phải nhất với rất nhiều cặp vợ chồng, là chạy theo cảm xúc. Và khi mà bạn mượn hoặc là người thân mượn hoặc ai đó mượn, là lập tức là sẽ lấy từ tiền đó, lấy cả cái tiền vượt đó để đem cho vay. Hầu hết các cặp vợ chồng là sử dụng quản lý tài chính là tất cả là sẽ đá vào một sân, vào một cái hôn, nghĩa là tất cả tiền chỉ đổ vào một chỗ thôi đúng không nào. Thì khi mà chúng ta sẽ có tạo ra một cảm giác khi chúng ta cho ai đó vay thì cảm giác nó không an toàn, nó không an toàn và sợ hãi. Khi cứ tiền mà rút ra, tiền đưa về thì được, nhưng mà tiền rút ra là thấy khó khăn. Có một số người thì cho vay tiền đi cảm thấy rất là khó chịu. Có rất nhiều người giàu có vô cùng nhưng họ không bao giờ nghĩ đến chuyện làm từ thiện, hay nghĩ đến chuyện cho ai đó vay tiền cho bố mẹ, hoặc là giúp đỡ cho những người khác, anh em trong gia đình. Còn một số người thì lại quá là thoáng, quá cả nể, đến mức độ mà tiền trong nhà ví dụ chỉ còn 100 triệu thôi, cho dùng tất cả các loại 6 cái ý nghĩa này. Nhưng khi một ai đó mà cần thiết, bạn bè hoặc người thân cho hỏi vay trên 100 triệu, thế là cũng lập tức lấy hết số tiền còn lại trong gia đình, thậm chí là đi vay thêm để cho bạn vay. Thì khi chúng ta quản lý như thế sẽ đưa gia đình vào một cái vòng nguy hiểm rất là không tốt, để đưa gia đình trong một cái vòng nguy hiểm rất là cao về cái cách quản lý tài chính của chúng ta nó chưa ổn. Nên khi các bạn cái cho đi này, các bạn chỉ được cho vay hỗ trợ giúp đỡ người khác làm từ thiện khi tiền ở trong này nổi lên, có nghĩa là có tiền các bạn nhé. Thì có một số bạn hỏi cô là: cô ơi, tự do tài chính em muốn được nhanh chóng mua được nhà hay là mua được một cái gì đó, thì em muốn đầu tư, thì em muốn cho cái tự do tài chính này số tiền nó sẽ lớn hơn là 10%, 10% hoặc là 20% được không? Thì tùy bạn làm. Bạn cứ thấy cảm thấy là nếu đó là điều mà bạn cần, có một trải nghiệm đó thì bạn làm. Nhưng trên thế giới họ đã áp dụng cái nguyên tắc này và nó đã trở thành một cái công thức mà tất cả những người thành công và giàu có trên thế giới họ đã áp dụng phương pháp này. Và đến khi trên 50 tuổi họ mới tăng cái tự do tài chính này lên 5% nữa, nghĩa là 15%. Còn dưới 50 tuổi thì vẫn dùng 10% mà thôi. Thì các bạn đã nghe thấy tất cả những cái ý nghĩa và tên của 6 cái lọ này rồi đúng không nào? Thì vậy cô nói lại cái ví dụ vừa rồi, ví dụ cách quản lý như thế nào, là ai quản lý tiền không quan trọng, mà chỉ cần nó tuân thủ đúng nguyên tắc đó là được, thì giao cho chồng hoặc cho vợ giữ két sắt hay là quản lý tiền không vấn đề gì, nhưng phải tuân thủ trên nguyên tắc là 6 cái lọ và được sự thống nhất của hai vợ chồng. Còn nếu như tiền ông tiền tôi, nghe tiền của vợ, tiền của chồng, tiền của ai người tiêu, người ai người mua, thì nó không phải là một cái gia đình các bạn ạ. Nó không phải là một gia đình. Chúng ta phải tạo được cái sự đoàn kết, cái sự chặt chẽ ở đó. Để đặc biệt là khi mà đưa quản lý cho tài chính cho người vợ thì người ta sẽ có cảm giác
an toàn, có giá trị trong mắt chồng và cảm giác đây là một ngôi nhà dành cho họ. Nên các bạn cứ tuân thủ như thế này và giao cho vợ quản lý kết sắt là rất là ok, không vấn đề gì, cứ theo đúng nguyên tắc của 6 lọ. Cô đọc lại để các bạn kịp ghi nhé. Ăn chơi là 10%. Ăn chơi là nhớ là các bạn sẽ ăn chơi trong vòng 1 tháng. Cứ hết 1 tháng là các bạn tổng kết các bạn nhé. Và đã là ăn chơi thì chúng ta sẽ không đi ăn theo những cái nhà hàng mà nó bình dân, mà đã đi ăn chơi thì chỉ ăn một lần trong 1 tháng thôi cũng được, hoặc đi du lịch 1 lần 1 tháng cũng được, nhưng nó có kế hoạch và phải cảm giác rất là happy để chúng ta tăng cái neo được những cái cảm xúc tích cực vào trong tâm trí của cả vợ cả chồng để chúng ta về lại tiếp tục làm việc để sản sinh ra tiền và tiếp tục cống hiến trong cái sự nghiệp, và vợ chồng cũng gia tăng được cái cảm xúc ấm êm để hạnh phúc hơn, để chúng ta có động lực kiếm tiền các bạn nhé. Cái phát triển cá nhân thì rất là ok, rất nhẹ nhàng thôi đúng không? Tiêu dùng dài hạn thì ok rồi, tự do tài chính 10%, tiêu dùng dài hạn 10%, phát triển cá nhân 10%, cho đi 5% và tự do ngắn hạn 55%. Thì ví dụ lại này, cô ví dụ lại cho các bạn này, ví dụ chồng mà kiếm được 50 triệu một tháng, vợ kiếm được 50 triệu một tháng thì chúng ta cộng vào là 100 triệu, đồng ý không? Và chia cho mỗi người là 10% thì được giao cho mỗi người là 10% đó. 10% đó thì vậy chúng ta còn 80 triệu. Trong 10% đó là 10 triệu của hai người, vợ và chồng. Thì nhớ chia ra 4 cái lọ và bỏ đi, cho đi và tiêu dùng ngắn hạn đi. Vì cho đi chỉ dùng cho gia đình chung thôi. Còn 4 yếu tố các bạn muốn lập lên một cách bình thường, các bạn có thể tự mua được cái điều mà các bạn muốn. Và người chồng và vợ không can thiệp, không hỏi han, không cần phải quá là nặng nề khi mà vợ cứ mua sắm nhiều, hoặc chồng mà lại thích thay điện thoại hay gì đó, thì đó là cái yếu tố cá nhân và rất là thoải mái, không có vấn đề gì cả. Nhưng khi mà mua vào trong cái số tiền lớn là số tiền 80 triệu đó cho quản lý cho gia đình, thì các bạn cần phải được sự đồng ý và thống nhất của đối tác của mình là vợ hoặc chồng. Và nếu như nhà các bạn mà có mua ô tô trả góp, hoặc là mua nhà trả góp, thì hoặc là mua bảo hiểm chẳng hạn, thì các bạn phải trừ số tiền đó đi. Nghĩa là 80 triệu đó, ví dụ như là trả góp ô tô đi, mua ô tô thì trả góp ô tô là 1 tháng là 5 triệu chẳng hạn, thì các bạn sẽ lấy 80 triệu trừ đi 5 triệu, vậy các bạn còn 75 triệu. Tiếp tục trừ đi tiền nhà, là vay tiền nhà phải trả là 5 triệu chẳng hạn. Tiếp tục trừ đến 5 triệu chúng ta sẽ còn 70 triệu đúng không? 70 triệu đó nếu như không còn cái khoản gì nữa, nếu trong đó có khoản bảo hiểm thì tiếp tục trừ, là những khoản tiền cố định trong 1 tháng thì chúng ta bắt buộc phải trả tiền cho ngân hàng, thì các bạn trừ đi. Còn lại ví dụ còn lại 60 triệu đúng không? Thì các bạn chia thành 6 cái loại cho cô, tuân thủ đúng nguyên tắc như thế và được sự thống nhất dẫn dắt của hai vợ chồng. Hai vợ chồng cam kết là phải sử dụng tài chính đúng và chuẩn mực để làm gì? Để nó là cái thước đo. Đặc biệt là các bạn biết đấy, khi cặp vợ chồng cãi nhau rất nhiều, mâu thuẫn rất nhiều về vấn đề tài chính, nào thì vợ tiêu hoang, hay là chồng quá kẹt xỉn, hay là ngược lại, chồng lại quá tiêu hoang, hoặc vợ quá kẹt xỉn, hoặc hai vợ chồng quá hoang hoặc quá kẹt xỉn. Đấy, thì chúng ta đều nó có cái thước đo ở trong đó. Bạn có muốn hoang cũng không được, tại vì nó sẽ nằm trong cái vấn đề cho đi. Hoang cũng không được mà kẹt xỉn quá cũng không được, kéo kiệt quá không được. Chúng ta tiền nó cần phải được lưu thông, cần phải được sự hỗ trợ và giúp đỡ. Khi tiền chúng ta đưa về là chúng ta được sự được tạo ra từ nhiều nguồn lực từ trong vũ trụ này, từ cha mẹ, từ bạn bè, từ anh chị, từ đồng nghiệp, từ sự nghiệp, từ khách hàng. Vậy thì chúng ta cần phải trừ đi, trích ra 5% cái tiền đó để trả về cho vũ trụ, cho cộng đồng, thì chúng ta sẽ giúp và cho đi. Nếu như nó có một số người là cho đi, hỏi rằng là cô ơi cho đi mà họ không trả được thì sao, thì cái vấn đề cho đi này thì các bạn sẽ không mong cầu là bắt buộc họ sẽ phải trả lại,
nếu như họ trả lại được là tốt, còn không trả lại thì nó không ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình. Một số người là quá thoáng là chuyển đi, cho đi, cho vay đi, sau không trả được, thế là gia đình sẽ bị điêu đứng, sẽ rất nhiều khó khăn cho cả vợ, cho chồng và cho bản thân con, gia đình nó đảo lộn cái kinh tế trong gia đình rất là nguy hiểm. Các bạn không đưa gia đình mình vào cái tình huống đó, đặc biệt là bất kỳ ai là chồng hoặc vợ, chúng ta không thể nào không nên đưa, đừng vì cuộc quá cả nể quá mức vì bạn bè mà lấy hết số tiền sau đó đem đi cho bạn vay và cuối cùng đưa gia đình vào một cái tình huống rất là khó khăn, vợ chồng lục đục cãi nhau và mâu thuẫn rất nhiều. Thì đấy là một cách quản lý tài chính mà cô đã áp dụng, nó rất là hiệu quả các bạn đây nha. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây cô sẽ quay ngược như thế này, các bạn có nhìn được không nhỉ? Cô quay thế này là đúng chưa? Ví dụ như thế này này thì nó sẽ có những cái lỗ đấy. Đấy, cái lỗ để cô có thể đút tiền vào đây, đúng không? Cô đút tiền vào đây thì cô chia. Đấy, cô quay ngược, quay lộn như thế nào để các bạn xem được ta. Đó, thì cô sẽ rút tiền hàng tháng, cứ tiền lương về là cô chuyển vào đây, cứ tiền về là cô sẽ chuyển vào đây trước khi cô ra quyết định làm một điều gì đó. Đó là một cách quản lý tài chính cho cặp vợ chồng rất là ok, và họ đã được áp dụng trên thế giới này, là họ đã áp dụng một cách nhuần nhuyễn, và họ những người thành công họ đã áp dụng quản lý tài chính rất là tốt. Thế vậy thì khi các bạn quản lý được tài chính cách như thế này là các bạn sẽ giảm được những cái mâu thuẫn, những cái rủi ro cho gia đình rất là cao. Ok, đây là cái nồi này ấy, nó rất là hay đấy. Cô được tặng cái nồi này ở trong một cái khóa học là Wake Up của thầy Phạm Ngọc Anh. Phạm Ngọc Anh là một người thầy mà Vera Hà Anh rất là biết ơn và ngưỡng mộ, vì thầy rất là tuyệt vời. Thầy là một người có khả năng truyền lửa trên sân khấu rất là tuyệt vời. Cách quản lý về tiền của thầy rất là hay. Vera cũng trưởng thành và cũng là nhờ sự dẫn dắt và quan tâm cũng yêu thương của thầy đấy các bạn. Tôi là một người mà biết nói thế nào nhỉ, tất cả những người thầy trong cuộc đời này mà tôi đã gặp và tất cả những người thầy vĩ đại đó đều đóng góp rất nhiều trong sự trưởng thành của Vera Hà Anh cho ngày hôm nay, từ tài chính cho đến quan hệ, cho đến kinh doanh, cho tất cả các mối quan hệ hay tất cả những vấn đề trong cuộc sống đều được sự dẫn dắt, yêu thương, đồng hành của tất cả những người thầy vĩ đại, trong đó có thầy Phạm Ngọc Anh. Các bạn có thể tìm học cái khóa học này cũng hoàn toàn miễn phí đấy, thầy cũng có một khóa học hoàn toàn miễn phí, thì các bạn có thể tìm trên Google, search Google wakeup.vn thì sẽ ra cái khóa học của thầy. Thì cái món quà này tôi rất là biết ơn thầy, em cảm ơn thầy vì món quà này thầy đã tặng cho em thấy rất trân trọng và phải luôn luôn nỗ lực và hướng về thầy, và chúc thầy luôn luôn khỏe mạnh để có thể truyền lửa hơn được nữa. Thì các bạn thân mến, đây là cách quản lý tài chính mà Vera Hà Anh đã học được từ người thầy vĩ đại của mình là Phạm Ngọc Anh, thì Vera chia sẻ cho các bạn, nhưng Vera áp dụng nó cực kỳ hiệu quả cho nên Vera muốn chia sẻ cho các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tư vấn về vấn đề tâm lý các bạn nhé. Các bạn có câu hỏi nào thì các bạn sẽ hỏi cô. Còn thì trong thời gian chúng ta chờ, ở trong này có rất nhiều, cô sẽ mở ra nhá, để lấy câu hỏi của bạn, một bạn như sau. Có bạn nào muốn hỏi về tài chính không? Cái họng của cô muốn nghỉ ngơi, không sao cả, cô tốt. Ok, đã duyệt các bạn nhé, đã duyệt rồi, rất nhiều bạn vào. Cô đã duyệt rồi nhé. Cô ơi, giúp em. Chồng em rất yêu vợ và con, nhưng thi thoảng lại không kiểm soát được sĩ diện, không từ chối được lời dụ dỗ. Em phải làm sao đây? Gái yêu thân mến, vì đàn ông cái sự sĩ diện của họ rất là cao,
chúng ta cần phải tôn trọng và bảo vệ cái sĩ diện của chồng, đặc biệt trước người thân hoặc bạn bè. Không có điều gì tệ hại hơn là việc hạ nhục chồng trước đám đông cả. Điều đó rất là khủng khiếp đối với một người đông, sĩ diện của họ rất cao. Nên các bạn cần phải tôn trọng cảm xúc của chồng, và cái sự tôn trọng đó nó rất là lớn, nó đừng động vào các bạn nhé. Còn hãy tôn trọng trước đám đông thì mọi lời nói của chồng đều là đúng hết. Hãy tôn trọng những cái ý kiến của anh ấy. Còn các bạn thấy cái điều gì đúng hay chưa phù hợp hay phù hợp thì các bạn về sẽ góp ý với chồng khi chỉ có hai người, thì đó là một cái cách tốt nhất. Và đừng làm mất sĩ diện, đừng quát hay thái độ hay có những lời nói cằn nhằn hay khó chịu trước mặt bạn bè hoặc người thân hoặc những người khác khi có mặt của chồng ở đó. Còn đây ấy, thì cô rất chúc mừng em, bởi vì là gái yêu đã được chồng rất là yêu vợ và là gần thương con này, nhưng chỉ thi thoảng mới mất kiểm soát thôi. Thì vậy cho anh ấy được làm như thế đi các bạn ạ. Có những lúc một người phụ nữ cần phải một bên điếc, tai có hai tai, nhưng đôi khi phải giả vờ điếc, có hai mắt, đôi khi phải có giả mờ mù một tí, nhìn thấy mà phải gần như chúng ta không nhìn thấy. Tai nghe mà cảm giác như là hơi bị điếc, nghe nó không có thấp thoáng. Nghĩa là chỉ thi thoảng anh mới bị như vậy thôi, anh bị như vậy thôi, thì hãy cho phép anh là làm như vậy. Không từ chối được lời dụ dỗ thì tùy theo cái sự dụ dỗ này nó ở mức độ như thế nào. Và nó cần một phần nó liên quan đến một cái việc, nếu như cái sự dụ dỗ đó liên quan đến gái mú chẳng hạn, mà anh lại muốn đi đổi gió, muốn đi lên Hà Nội hoặc đi đâu đó để đổi gió cùng bạn, để đi tìm những hương vị mới, thì bạn cũng phải nhìn nhận một cách nghiêm túc rằng mình đã thực sự quyến rũ được chồng hay chưa. Tại sao không nghĩ ra cái cách làm thế nào để anh ấy yêu thương mình, anh ấy bị mình hấp dẫn và thu hút và không thể đi ra ngoài với người phụ nữ khác. Còn nếu như trong trường hợp muốn đi ra ngoài mà biết có 10-10 đi chăng nữa, thì chúng ta sẽ phải học cách thu quân về và biết cách nhẹ nhàng và từ từ giải quyết các vấn đề. Đừng cố gắng. Trong này thì cô có đọc được của em là em đã biết được chồng đi đâu một cách rõ ràng và làm được cái việc mà em rất không chấp nhận được, và em đã cố gắng chứng minh cho chồng biết anh ấy đã sai và em biết hết mọi việc, thì anh ấy sẽ cảm giác bị mất an toàn và cảm giác rất là sợ hãi. Ở đây nó không phải là khâm phục, mà dù có biết đi chăng nữa, dù có biết điều đó chăng nữa, thì hãy bình tĩnh để về nói chuyện, trao đổi với chồng. Đừng làm quá lớn chuyện. Và chính vì em làm quá lớn chuyện cho nên là sự việc nó mới càng trở nên khó khăn như bây giờ, đúng không? Đấy, bây giờ em mới quay sang là em biết em đã làm quá rồi, đúng không? Và chồng em đã quay sang cùn và bắt đầu nói những lời thấp tệ không ra gì nữa. Dù em có nhận sai thì anh ấy cũng không bỏ qua. Các bạn hãy chú ý cảm xúc của mình là một điều cực kỳ quan trọng, cần phải kiểm soát. Cái bản thân mình không kiểm soát được cảm xúc của mình thì mình làm sao mà kiểm soát được cảm xúc của người khác, đúng không nào? Cho nên mình phải hết sức bình tĩnh khi sự việc tác nhân nó đến. Các bạn nhớ này, trong cuộc sống này tác nhân nó liên tục đến với chúng ta. Việc của chúng ta phải chọn, phải đủ tinh tế, thông minh và thông thái để lựa chọn cho mình một giải pháp tốt nhất để bạn có được cái kết quả theo bạn mong muốn. Đừng làm quá nó lên, đặc biệt khi cảm xúc của mình lên cao, mình nói điều gì cũng rất khó để kiểm soát. Cho nên các bạn hãy học cách kiểm soát. Thì trong cái này thì cái ngày 16 tháng 7 này và ngày 23 tháng 7 thì chuyên gia NLP Đoàn Đức Thạch sẽ chia sẻ cho các bạn cách kiểm soát cảm xúc trong đời sống vợ chồng, trong mối quan hệ như thế nào. Nó cực kỳ tuyệt vời các bạn ạ.
Ok, dù sao cô cũng cảm ơn em vì em đã chia sẻ và em bây giờ chỉ có cách em nói là cô bảo em phải như thế nào đúng không? Bây giờ thì đó là một trải nghiệm thôi em ạ, đó là một trải nghiệm của em. Tất cả trong cuộc sống đều không đúng không sai. Anh ấy có một cái trải nghiệm đó cũng khá thú vị với anh ấy đúng không? Và bản thân em có một trải nghiệm như này em cũng không hề mong muốn, nhưng nó không đánh giá chồng em sai hay đúng, mà cũng không đánh giá em phản ứng như thế là đúng hay sai, mà chỉ có một vấn đề, đó chính là nhìn nhận một cái trải nghiệm đó là lần sau khi trải nghiệm đó đến thì mình lại tiếp tục lựa chọn điều gì cho mình, tiếp tục lựa chọn điều này hay lựa chọn điều khác. Vera Hà Anh muốn chia sẻ cho bạn một điều này. Cuộc sống của Vera Hà Anh cũng giống như hàng nghìn những người phụ nữ khác khi bước vào cuộc sống hôn nhân đều thiếu những cái kiến thức cơ bản, những cái kiến thức rất là chuyên sâu và cốt lõi trong cuộc sống vợ chồng và cách ứng xử của mình trong các mối quan hệ từ mẹ chồng cho đến gia đình nhà chồng hay gia đình của nhà mình hay các mối quan hệ bạn bè anh chị em. Thì mình đều không có kiến thức một cách chuyên sâu, đặc biệt là mối quan hệ, cách ứng xử cho cặp vợ chồng, và đã mắc phải rất nhiều những sai lầm và đã phải đổ bằng cả máu và nước mắt các bạn ạ, đã đổ máu và nước mắt ra. Và Vera không muốn các bạn tiếp tục có những cái trải nghiệm không tốt nữa, và hãy tiếp tục chọn cho mình những trải nghiệm thú vị, những trải nghiệm vui và hạnh phúc. Thực ra tất cả mọi thứ như Vera đã nói, nó không đúng không sai các bạn ạ, nó chỉ là trải nghiệm thôi. Nhưng các bạn, bản thân Vera khác những người phụ nữ khác là gì? 3 lần trước thì đều cãi nhau bởi một tình huống. 3 lần trước đều cãi nhau bởi một tình huống. Thì lần thứ 4 Vera nghĩ ra rằng tại sao mình lại phải có những trải nghiệm như thế này, Tại sao mình không chọn một cái điều gì đó tốt hơn. Và Vera chỉ hơn những người phụ nữ khác là học cách rút ra bài học sau mỗi lần cãi vã, sau mỗi lần mâu thuẫn, thì mình tự đặt câu hỏi mình là mình học được điều gì qua việc này, là mình học được là mình không nên nói những lời nói đó, hay mình không nên có cái ánh mắt đó, hay mình không nên có thái độ đó, hay mình không nên có cái cuộc gọi đó. Nếu như lần sau thì mình biết cách như thế nào, nên kiềm chế nó ra sao. Thì Vera chỉ khác những người phụ nữ khác là có một chút xíu đó thôi, là cuộc sống đã bắt đầu thay đổi rồi. Vì chỉ những lần trước chỉ vì một câu nói rất là đơn giản, tự nhiên là cãi nhau sau đó thì cái tôi lên và cả hai vợ chồng đều lên, thì quay sang giận dỗi nhau và đẩy sự việc nó đi rất xa. Như Vera đã từng chia sẻ với các bạn là có ba nguyên tắc là gì. Nguyên tắc thứ nhất là khi giận nhau chuyện nhỏ thì các bạn phải giải quyết trong một ngày, tuyệt đối phải giải quyết trong một ngày. Và nguyên tắc thứ hai là chuyện lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng 2 ngày phải giải quyết xong. Khi mặt trời lặn của ngày thứ hai là các bạn đã phải giải quyết rồi, và cho đến khi mặt trời bình minh thức giấc của sáng ngày thứ ba là các bạn tuyệt đối phải xử lý ngay. Và nguyên tắc thứ ba là không được để đến ngày thứ ba. Bởi vì sao? Vì khi não chúng ta sẽ tiết ra một cái trạng thái tâm lý, đó là gây nghiện nỗi đau. Cho nên là các bạn có bị cảm giác rằng là ví dụ khi chồng mà sai tại thời điểm đó, khi anh làm điều gì đó anh sai và anh nhận lỗi, và bản thân mình là khó chịu, giận dỗi rồi rất nhiều thứ. Xong đó thì đến ngày thứ nhất mình giận anh ấy, ngày thứ hai giận anh ấy, và trong 2 ngày này thì anh liên tục làm điều gì đó làm lành hoặc là không còn hờn dỗi với bạn nữa, và không làm điều gì tệ hại với bạn cả, và anh ấy ra sức để xin lỗi bạn hoặc làm lành với bạn nhưng bạn vẫn không làm. Bắt đầu đến ngày thứ ba là lập tức, từ ngày thứ ba trở ra anh quay sang anh giận lại bạn, có cái cảm xúc đó không, đúng không? Thì nó bị trạng thái đó. Thì từ cái việc mình đúng chuyển thành sai, cho nên muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, các bạn phải đặt ra những cái tiêu chí, những cái giá trị nhất định, những cái quy tắc nhất định cho cặp vợ chồng, cho đời sống của vợ chồng, để chúng ta không bị sai lầm và sa ngã vào những cái vấn đề đó. Bản thân Vera cũng mắc rất nhiều sai lầm những cái vấn đề đó, và sau khi xử lý thì cho đến bây giờ bất kể một cái vấn đề dù lớn hay nhỏ, Vera cũng không đẩy cảm xúc lên cao nữa, và chỉ nhìn nhận đó là một trải nghiệm rất là đơn giản của chồng thôi. Khi anh khó chịu thì đơn giản đó là một cái trải nghiệm của anh ấy, anh đang mắc phải một điều gì đó và anh quát tháo, anh khó chịu, thì việc của mình là mỉm cười, việc của mình là mỉm cười thôi, đúng không? Là không có làm gì,
không có nói gì và không nhận tất cả những cái cảm xúc tiêu cực của chồng vào trong cơ thể và trong tâm trí của mình. Việc của mình là lấy cho anh một cốc nước thật là mát, đúng không? Vào mùa hè, một cốc nước ấm vào mùa đông, để cho anh giữ cho cơ thể và tâm trí của anh được bình ổn trở lại. Vậy thôi, việc của mình là một người phụ nữ nên làm như vậy. Đấy là chia sẻ của Vera, là những trải nghiệm của Vera với việc quản lý tài chính cho đến việc trong gia đình. Hôm nay thì Vera không thể chia sẻ cho các bạn nhiều được. Bản thân các bạn có thấy rằng là cái vòm họng của Vera nó cần được nghỉ ngơi, đúng không nào, để chuẩn bị cho chương trình ngày chủ nhật tuần này. Thì các bạn thân mến, những bạn ở Hồ Chí Minh, các bạn ở Hồ Chí Minh thì sẽ chào đón và chờ đợi cô vào sáng chủ nhật tuần này 16 tháng 7 tại 79 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Còn những tình yêu ở Hà Nội thì hãy chào đón cô vào ngày 23 tháng 7 sau khi cô đi Hồ Chí Minh về, thì cô sẽ nói chuyện với các bạn. Và cô rất là cảm ơn những tình yêu mà ở Hồ Chí Minh các bạn đang dành cho cô. Khi mà cô gọi điện cho các bạn thì được phản hồi rất là tích cực. Các bạn đang chờ đón, đang háo hức chờ đón rất nhiều, và bản thân cô cũng đang rất là háo hức. Và ngày hôm đó cô sẽ nỗ lực hết khả năng để truyền tải những kiến thức về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình cho các bạn. Với tất cả những tình yêu đam mê và nhiệt huyết, với tất cả những trải nghiệm trong vòng 10 năm, tất cả những cái đau thương như thế nào, từ những cái sai lầm của mình như thế nào, cho đến cái con đường hành trình để đi tìm lại hạnh phúc cho chính bản thân mình ra sao, thì cô sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả những cái điều mà cô đã trải qua từ một người vợ mà thiếu sự nóng bỏng, thiếu sự thu hút, thiếu cái giá trị trong mắt chồng, mà trở thành một người vợ mà khiến cho chồng mình luôn yêu thương, luôn tôn trọng. Thì Vera sẽ chia sẻ cho bạn những cái kiến thức đó. Và Vera chỉ muốn truyền tải cho các bạn ba điều sau. Điều thứ nhất là một người phụ nữ thì phải sống như một chất gây nghiện, phải sống như một chất gây nghiện, hoặc không thể động vào, hoặc không thể từ bỏ, không thể sống như một món đồ chơi mà để ai đó có thể dễ dàng cầm lên rồi dễ dàng vứt nó đi. Chúng ta phải sống có giá trị của một người phụ nữ. Điều thứ hai là các bạn nào đang gặp khó khăn, đang trục trặc mối quan hệ, hãy nhớ một nguyên tắc sau: hãy tập trung vào cải tạo và sửa chữa, tuyệt đối không được cơi nới và đập phá. Bạn chỉ đập phá khi ngôi nhà không còn phù hợp nữa, mà bạn đã biết cách cải tạo và sửa chữa một ngôi nhà và nó không còn phù hợp nữa thì hãy đập nhanh và gọn để đi xây mới một cái mới hoàn thiện hơn. Đây là nguyên tắc, đây là điều thứ hai. Điều thứ ba là một người phụ nữ hãy học cách lãnh đạo bằng yêu thương. Bởi chỉ có yêu thương là con đường ngắn nhất và duy nhất để bạn đạt được cái mục tiêu trong cuộc sống của mình, và cũng là con đường duy nhất để kết nối tới trái tim của những người đàn ông vĩ đại, của người yêu hay người chồng của bạn. Bởi vì trên thực tế những người đàn ông họ rất tuyệt vời. Nó có hai điều, đấy là ba điều mà một người phụ nữ nên nhớ. Và một điều cuối cùng mà Vera muốn chia sẻ cho những bạn nào đang là phụ nữ, những bạn nào đang có trong tình yêu và hôn nhân, nếu như một người đàn ông mà ra đi, một cuộc tình không hạnh phúc, một gia đình không ấm êm, mà người đàn ông ra đi, thì hãy nhớ lấy hai điều. Điều thứ nhất là bạn đã yêu nhầm người. Đã là yêu nhầm người thì mảnh ghép đó không phải thuộc về cho bạn, không phải dành cho bạn. Cho nên đừng dằn vặt mình quá nhiều nữa. Hãy mạnh mẽ và đứng lên. Khi mảnh ghép đã không phải là dành cho mình thì dù bạn có nỗ lực đi bao nhiêu đi chăng nữa thì người đó cũng không bao giờ thuộc về bạn đâu. Có những người mà mình có hy sinh đến đi chăng mấy đi chăng nữa, có nỗ lực đi mấy đi chăng nữa thì họ cũng không bao giờ động lòng và không bao giờ cảm được. Thì vậy tại sao bạn lại không dám đứng lên?
là đứng lên có những mối tình, có những cuộc tình, có những cuộc hôn nhân, có những mối tình buộc phải kết thúc các bạn ạ. Buộc phải kết thúc để nó được có cơ hội tốt hơn. Để người đàn ông đấy cũng như giống như bạn có được một cơ hội để tìm cho mình một mảnh ghép đúng cho cuộc đời của mình. Và điều thứ hai là bạn đã yêu nhầm cách. Thì hơn 90% các cuộc tình là yêu nhầm cách. Bởi vì bạn đã từng lấy nhau, từng yêu nhau, từng say đắm rồi thì chứng tỏ là đã từng nghĩ thuộc về nhau, đúng không nào? Nhưng về nhà sau một thời gian chúng ta sử dụng, đúng không? Chúng ta sử dụng, chúng ta yêu nhau, chúng ta bên cạnh nhau mà không hạnh phúc thì chúng ta yêu nhầm cách. Hầu hết là hơn 90% là yêu nhầm cách. Chỉ có 10% trên thế giới là yêu nhầm người mà thôi. Thì các bạn hãy mạnh mẽ, cũng cần phải mạnh mẽ đối diện. Một người phụ nữ không sợ sai khi hành động, nhưng cũng phải đủ can đảm và phải dũng cảm để đối diện và thừa nhận cái điều mình chưa đúng. Đừng cố bảo vệ cái tôi, đừng quá ngang bướng, đừng quá bảo thủ, mà hãy nhìn nhận một cách nghiêm túc là khi cuộc tình này tan vỡ thì bạn được gì mà mất gì. Và khi và cũng đừng dằn vặt bản thân mình quá nhiều, bởi vì trên thực tế cũng chưa có ai dạy cho chúng ta biết yêu thế nào mới là đúng cách, đúng không nào? Nếu như cha hoặc mẹ của chúng ta hay một ai đó chia sẻ cho bạn biết rằng phải yêu như thế này, phải yêu như thế này, con phải làm như thế này, con phải làm như thế này, thì thực ra đấy là cha mẹ chúng ta đem trải nghiệm của họ vào cho cuộc đời chúng ta mà thôi. Họ lấy trải nghiệm của họ. Bởi vì chồng của mẹ khác với chồng của con, chồng của mẹ đến từ một môi trường khác với chồng của con, từ hai nồi cơm khác nhau, từ hai nền văn hóa cũng khác nhau, cho nên là đem trải nghiệm của mẹ không phù hợp. Còn những gì mà mẹ chia sẻ cho các bạn thấy đúng thì các bạn tiếp tục áp dụng mà thấy hiệu quả thì các bạn tiếp tục ứng dụng, còn áp dụng không hiệu quả thì các bạn gạt nó sang một bên. Nhưng cô chỉ muốn nói rằng cũng đừng dằn vặt. Nếu các bạn nào mà đang trục trặc hoặc đang khó khăn hoặc đang bế tắc thì hãy bình tâm. Các bạn hãy nghe nhạc thiền để làm sao có giấc ngủ thật ngon, và ngâm chân với nước muối với gừng hàng đêm và mát xa chân để chúng ta đi vào giấc ngủ và tập trung vào yêu và trân trọng bản thân. Những bạn nào ở Hà Nội thì chờ cô về, và những bạn nào ở Thành phố Hồ Chí Minh thì hãy đón đợi cô. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt để chúng ta có một ngày trọn vẹn bên nhau, để chia sẻ cho cách làm thế nào để ứng dụng để phù hợp với người đàn ông của mình, làm thế nào để quyến rũ chồng mình, làm thế nào để gia đình trở nên hòa hợp hơn. Hãy nhớ, phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương, đó là con đường ngắn nhất để chúng ta tìm được đến chân lý và hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Các bạn nhé, khi các bạn hạnh phúc thì các bạn nhận được rất nhiều giá trị, rất nhiều quà cho cuộc đời này. Còn các bạn đau khổ thì các bạn sẽ phải nhận rất nhiều trái đắng. Cho nên là phụ nữ phải nhớ lãnh đạo bằng yêu thương các bạn nhé. Thì hôm nay cô xin phép được dừng buổi live stream tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong một cái live stream lần sau để cô chia sẻ các bạn nhé. Và chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, một giấc ngủ thật là ngon. Và hãy nhớ tập yoga thật nhẹ nhàng trước khi đi ngủ, uống một cốc nước ấm để giữ cho cơ thể luôn được ấm các bạn nhé. 23 tháng 7, Lê Gấm 23 tháng 7 Hà Nội vào buổi sáng hay buổi chiều vậy cô. Đó là một chương trình cả ngày các bạn nhé. Một chương trình từ 7 giờ 30 sáng cho đến 18 giờ là chương trình cô sẽ chia sẻ về cách quyến rũ chồng của chúng ta, cách lãnh đạo yêu thương như thế nào. Và từ 18 giờ trở ra thì sẽ có sự chia sẻ của chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về NLP là Đoàn Bích Thạch. Cô sẽ chia sẻ về cách kiểm soát cảm xúc trong đời sống vợ chồng, cách kiểm soát cảm xúc trong các mối quan hệ như thế nào. Và chương trình này cô sẽ cực kỳ tâm huyết. Các bạn nhớ là đến sớm nhé, không như lần trước đâu. Các bạn nhớ là chương trình vừa rồi đó, rất nhiều người đã phải không có ghế ngồi, phải ngồi vào hàng lối đi và ngồi hết tràn lên phần sân khấu và phải ngồi xuống dưới rất là nhiều. Và cô không muốn làm điều đó đâu. Cô chỉ có thể dành cho 100 bạn thôi nhé. 100 bạn thôi.
Và các bạn hãy nhớ đến sớm để chúng ta có ghế ngồi và chúng ta sẽ có một ngày làm việc với nhau thật là hiệu quả. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau, trong cái live stream lần sau và cho ngày Chủ nhật tuần này các bạn nhé. Hãy đăng ký vào phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương.vn Hà Nội và Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.